Phát chào các bạn nha. Mấy ngày gần đây Phát hay xem tin tức về chiến tranh giữa Ukraine với lại Nga. Nói chung là mỗi lần xem cái đó thấy đau lòng lắm các bạn, thấy tội dễ sợ luôn á. Phát rất là thích xem mấy cái cảnh mà người dân Ukraine chạy lánh nạn đó các bạn, coi buồn ghê luôn, rồi nước mắt mình nó tự nhiên nó rơi, thấy tội á, tự nhiên người nó xúc động ghê luôn. Hôm bữa ba mẹ qua đó, Phát có hỏi ba mẹ là nhà mình có kế hoạch gì để giúp không mẹ. Đó, Phát có hỏi mẹ câu hỏi đó đó, thì mẹ nói là ba mẹ thì có gửi tiền đóng góp qua tài khoản mà họ đăng trên TV á. Rồi mẹ cũng nói luôn là hội từ thiện của mẹ cũng nhận là trẻ em mà từ Ukraine qua lánh nạn các bạn. Mẹ nói là ở bên Đức thì nói về trẻ em thì có một nơi gọi là để xem xét hoặc là chịu trách nhiệm về trẻ em á, mẹ kêu là Jungenamt đó, nơi này gửi danh sách tới hội từ thiện của mẹ Phát đang làm á, thì danh sách đó là 230 bé đó. Mẹ nói mẹ nhìn vào danh sách thì là mẹ thấy là 230 bé đó. Rồi khi mà họ gửi danh sách cho mẹ như vậy mẹ xem á, rồi mẹ mới nói là mẹ muốn tới trực tiếp nhìn các bé luôn, tới cái nơi mà trẻ em Ukraine đang ở Đức á, mẹ muốn biết thêm tình hình đó các bạn. Thì tới đó là mẹ thì không biết tiếng Ukraine, nhưng mà sẽ có người phiên dịch lại cho mẹ hiểu, tại là mẹ không có biết tiếng Ukraine. Thì tới đó là có người phiên dịch lại cho mẹ hiểu. Thì Phát hỏi mẹ như vậy thì mẹ tự động kể câu chuyện đó cho Phát nghe thôi, chứ Phát cũng không có biết. Tại là mẹ nói là mẹ nhận cái danh sách đó là mấy tuần trước á, mẹ xuống trực tiếp ở dưới đó, mẹ biết tình hình, với lại là mẹ trong nhóm hội từ thiện mà mẹ đang làm á, cho nên mẹ biết á, mẹ kể cho Phát nghe. Rồi mẹ xuống mà nơi mà các bé đang ở đó, mẹ nói nghe tới câu chuyện nào là nước mắt của mẹ tự nhiên nó rơi rơi xuống. Rồi mẹ nói nữa là những đứa trẻ ở trong đó đó là trạc tuổi lên nào với tim không, mà nhìn nó thương lắm các bạn. Mẹ nói nhìn rất là thương luôn, nói chung là trẻ em ngây thơ. Mẹ nhìn mấy đứa trẻ đó mẹ thấy thương đi luôn. Mẹ kể là ánh mắt của đứa bé nhìn thấy thương lắm. Mẹ nói câu chuyện mà mẹ cảm thấy đau lòng nhất với các bạn là cô có ba đứa con, cô có ba đứa con mà đi lánh nạn mà đi ban đêm á các bạn. Ba đứa con thì một bé baby 8 tháng, rồi bé gái lớn á là 5 tuổi, bé trai nhỏ thì là 3 tuổi. Mà đi lánh nạn các bạn, đi lánh nạn đi ban đêm sao chạy sao không có biết. Nói chung là lánh nạn thì trong thành phố rao loa là dân phải chạy đi liền, thì là ai cũng lo chạy các bạn. Thì cô này cô có ba đứa con như vậy á, thì cô nói cô kể cho người phiên dịch đó kể lại cho mẹ nghe. Cô nói là đoạn đường đầu thì là chạy chạy cùng nhau hết, rồi nhiều người đó quá các bạn á, rồi tới một lúc nào đó cô đó dừng lại rồi đó, cô không thấy đứa bé trai này. Nói chung là cô này với lại đứa gái với lại baby 8 tháng tuổi thôi, còn bé trai của cô là bị mất lạc. Rồi cô khóc quá chừng luôn, cô cũng cầu nguyện nói là hy vọng là bé trai không có sao. Rồi cô này khóc quá chừng, cô này khóc luôn. Rồi qua ngày hôm sau nghe bé trai là bị trúng bom chết. Rồi cô kể cho mẹ nghe xong đó, nước mắt cô giàn giụa, rồi mẹ cũng chảy nước mắt luôn đó các bạn. Trời ơi, mẹ chảy nước mắt mà mẹ kể cho Phát nghe vậy mà Phát nghe mà Phát cũng chảy nước mắt. Mà kể mấy cái câu chuyện này là nói chung là mình xúc động đó các bạn. Đó, chiến tranh là như vậy, thấy tội người dân ha các bạn ha. Phát kể như vậy là những câu chuyện này là được mẹ chồng kể lại cho Phát nghe thôi, thì qua câu chuyện này mẹ kể thì mình nghe mình cũng thấy tội, thấy buồn ha các bạn ha. Rồi là Phát sẽ kể cho các bạn nghe là hội từ thiện của mẹ Phát đang làm là làm cái gì nha các bạn.
Hội từ thiện của mẹ phát đang làm là chuyên giúp trẻ em nha các bạn. Hội từ thiện của mẹ sẽ xem rồi tìm nơi ở cho các bé, rồi tiền sách vở cho các bé nè, rồi tiền quần áo cho các bé nè. Tất cả các tận cập về trẻ em là bên mẹ là làm về mấy cái đó các bạn, là giúp trẻ em, là hội từ thiện mà mẹ phát đang làm là giúp về trẻ em nha các bạn. Thì nhân tiện đây là Phát muốn kể cho các bạn nghe là công việc của mẹ chồng Phát luôn nha các bạn. Thì từ khi mà lấy chồng á, mẹ cũng ở nhà, mẹ không có đi làm giống như Phát nè. Từ khi mà lấy chồng á, thì là mẹ cũng ở nhà thôi, mẹ không có đi làm. Thì mẹ chồng với ba chồng cũng hội ý là mẹ ở nhà chăm sóc con rồi đó các bạn, cho nên là mẹ không có đi làm. Từ khi mà con lớn rồi đó, mẹ mới đi làm nhóm từ thiện này nha các bạn, là trong hội từ thiện này nha các bạn. Mẹ làm trong hội từ thiện này là được 15 năm đó, mẹ làm trong nhóm từ thiện là được 15 năm nha các bạn. Các bạn biết là nước nào cũng có người nghèo đúng không các bạn? Thì mỗi ngày mẹ nhận rất là nhiều đơn xin giúp đỡ đó. Thì đơn này mẹ là người đọc và mẹ là người duyệt. Trong tất cả các đơn, đơn nào cũng sẽ được giúp, nhưng mà trường hợp nào mà khẩn cấp nhất, đơn nào mà mẹ đọc á, mẹ thấy ghi là mẹ thấy, nói chung là mẹ thấy hoàn cảnh đáng thương nhất á, để duyệt nhanh nhất. Thì mẹ không phải là người giữ tiền nha các bạn, là người khác trong hội này giữ tiền, gọi là thủ quỹ. Mẹ không phải là thủ quỹ, nhưng mà mẹ chỉ là người duyệt cái đơn đó. Công việc của mẹ là như vậy đó các bạn. Thì Phát thấy, Phát ở đây thì Phát thấy là 2 năm là mẹ sẽ đi Berlin một lần. Là 2 năm là mẹ sẽ đi Berlin một lần. Nhưng mà từ khi mà dịch bùng phát là mẹ không có đi. Là dịch cho nên là mẹ không có đi. Nói chung là Berlin là nơi tập trung quan chức cao cấp ở Đức. Là 2 năm mẹ sẽ đến đó một lần. Đó, Phát thấy như vậy đó các bạn. Mẹ làm công việc này, mẹ làm ở nhà. Và thứ ba hàng tuần á là mẹ sẽ lên trụ sở. Mẹ kể cho Phát nghe á, trẻ em cần giúp nhiều nhất á là vào mùa đông ở Đức á các bạn, là giống như là áo ấm nè, giày ấm nè, giày ủng. Nói chung là mỗi ngày mẹ nhận rất là nhiều đơn xin giúp đỡ đó các bạn. Phát thấy như vậy, nước nào cũng có người nghèo đúng không các bạn, thì các bạn cũng biết đó. Phát nhớ không lầm là thứ năm hàng tuần á là sẽ có chương trình chiếu về người nghèo ở Đức đó. Phát cũng thích xem mấy chương trình này lắm, Phát cũng xem á. Nói chung là ở đâu cũng có người nghèo mà đúng không các bạn. Hôm nay á, Phát quay video này là để chia sẻ cho các bạn nghe thêm về công việc của mẹ Phát làm. Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát luôn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ luôn. Chào các bạn.